Hôm nay em đi một hiệu ấy, em sợ bác sĩ chửi em không dám đi thôi. Sao anh bảo là cứ ra huyện đi, em gọi cho bọn anh. Chửi ai làm gì ai chửi. Bác sĩ chửi nhiều quá em không dám đi. Thực sự là hôm đấy nhá, mà lần đầu tiên đúng là bước chân xuống đất Hà Nội. À mà cũng sợ chứ, bỡ ngỡ đó mọi người ạ. Mà lại gặp được đồng hương, cái hôm đấy là niềm vui đúng không? Không biết là tả thế nào được, hai anh em chỉ biết gì nhau cười thôi. Cái gì? Hả? Cây ở mở ấy. Làm sao? Nó bị cháy rồi. Bị cháy á? Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại video mới nhất của mình. Hiện tại Long đang có mặt tại thôn Cán Lủng, xã Cán Chu Phìn, huyện Bảo Bạc, tỉnh Hà Giang mọi người ạ. Thì ngày hôm nay là mình cùng với bạn Đặng Cao Nguyên là hai anh em sẽ vào đây để kiểm tra lại những vị trí chân cột mà bà con đã chôn. Và điều thứ hai đó là sẽ triển khai việc là làm thang nhé mọi người. Hôm nay thì mình đang đứng ở trên đường đi vào nhà em Tính rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà em Tính để hỏi rõ em là tại sao mà ngày hôm trước không đưa con ra viện bệnh viện huyện để khám mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống đây và để hỏi xem là con em đã khỏi ốm hay chưa, hay là gia đình lại tiếp tục là cúng thêm. Thì mình sẽ đi xuống với nhà em Tính nhé mọi người nhé. Cái này thì... Đây mình đang đến nhà em Tính mọi người ạ. Biết em có ở nhà hay không? Tính ơi. Tính đâu rồi em? Chồng đâu? Sao? Chồng đi làm à hay đi đâu rồi? Đi ra xã à? Bên kia. Ồ, nhà cửa dọn hết như này à? Con khỏi ốm chưa? Hả? Cho bác xem nào. Vẫn chán, vẫn nóng lắm. Thế em này không nói được tiếng phổ thông à? Hôm nay lại không có bạn nào ở đây để mình nhờ nhỉ? Cháu thì vẫn đang ốm nha mọi người nhá. Chân tay vẫn nóng lắm. Ai mua thuốc đây rồi à? Thuốc này à? Đây thì chắc là hôm trước là em Tính em đi ra huyện mua thuốc đây, hay là không biết là đi xin ở đâu đây. Mình cũng chả biết thuốc này là thuốc gì. Thế mình sẽ chụp ảnh lại đúng không? Về nhờ chị dược sĩ chị xem cho mọi người. Ngày hôm trước đã bảo với em đấy là đưa cháu ra ngoài viện khám rồi nhưng mà lại không đưa. Không hiểu lý do tại sao mà không đưa. Thế cho cháu uống được mấy viên rồi? Uống hết bằng này rồi à? Uống hết chỗ này rồi gì? Có đỡ không? Hả? À, con có đỡ uống hơn không em? Uống thuốc rồi nhưng có hết sốt không? Có hết nóng đầu không? Có à? Cái này thì la là mình sẽ liên hệ lại với em Tính và yêu cầu em Tính ngày mai cho cháu đi khám. Đây, bạn lớn này khỏi chưa? Hả? Ăn chị mua gì ạ? Chị đã sạc kẹo. Đó, chị đổ chè. Đó nào, cũng thấy sổ mũi đây này. Đó chị chè, có chị đổ chè nhỉ? Ôi nhá, thì để anh đi xuống dưới thôn một tí nhá. Rồi, chào cả nhà nhá. Thì vừa rồi là mọi người cũng có biết là mình vào nhà em Tính rồi, thì cũng thấy là em đã mua thuốc cho các cháu uống. Nhưng mà thực sự thì mình thấy thuốc này kiểu gì ấy mọi người ạ.
Thế con mình ốm ở nhà là không thấy dùng loại thuốc này bao giờ đâu. Thế là mình sẽ xuống dưới thôn và sẽ gặp lại em Tính sau. Sau đó là bảo với em là mai sẽ đưa cháu đi khám mọi người ạ. Nhà có ba cháu nhưng mà cháu nào cũng lấy sổ mũi. Ở đấy ho, còn như cháu bé kia vẫn đang sốt. Bây giờ cũng là 4 rưỡi rồi, chắc là em Tính em đi ra xã đi đâu rồi, chắc lúc nữa em sẽ về mọi người ạ. Thì bây giờ cũng xin phép mọi người là mình sẽ xuống thôn để triển khai công việc làm thang cho bà con mọi người nhé. À đây rồi. Hello. Ừ, anh chào em. Đi lên uống rượu à? Lên chơi uống rượu tí. Ông anh đang làm gì mà lại uống rượu? Họ em đi chơi nhà này không? Đây cũng điện chứ nè. Anh gọi cho em không được. Điện. Cái bọ. Ừ. Chắc là mất sóng. Hôm nay là đang ngồi chơi ở đây uống rượu à? Vâng, mình đi chơi đây uống rượu tí. Thế sao anh bảo đưa con đi khám ra không đưa? Con khỏi tí rồi. Khỏi đâu, vẫn sốt mà. Vẫn sốt nhưng mà hôm nay em đi mua hiệu ấy, sợ bác sĩ chửi em không dám đi thôi. Thế sao anh bảo là cứ ra huyện nên không gọi cho bọn anh? Chửi ai làm gì ai chửi? Bác sĩ chửi nhiều quá không dám đi. Thế cái thuốc ở nhà cho con uống là mua ở đâu? Thuốc đó. Ừ. Thuốc là xin cô giáo này cho ạ. Xin cô giáo, xin cô Mai à? Vâng. Mai đưa cháu ra ngoài viện khám. Anh đưa vào bệnh viện. Nhưng sợ bác sĩ chửi. Không chửi đi với anh, không ai chửi cả. Anh sợ bác sĩ chửi. Đọc lại số điện thoại cho anh em à. 8 368 108 530 39. Đúng không? Anh gọi toàn thuê bao thôi, hôm qua anh Mạnh gọi thuê bao. Bao thì em... Thì bây giờ là mình cùng bà em cameraman là hai anh em đã đến nhà bạn Công rồi mọi người ạ. À, hôm nay nhà bạn Công này vừa mới làm xong con đường bê tông rồi đi vào nhà. Có đi được không Công? Có đi vào được không em? Đi được. Đi được chưa? À thế à? Đấy. Mọi người ạ, nhà trưởng xóm này là đường bê tông đến tận cửa rồi nhá mọi người nhá. Bê tông hóa đây đến tận nhà rồi. Đứa này đi đường này, em ở chỗ kia là không trèo đâu, cao quá. Nói chung là thang ở bên tổ 2, tổ 1 là bây giờ là mình cùng em Công với cả bạn Năng Công nguyên là xuống dưới tổ 2, tổ 3 và tổ 4 để kiểm tra là bà con đã chặt tre về để chuẩn bị làm thang chưa mọi người ạ. Bởi vì tre bắt buộc là sẽ phải chặt trước 1 đến 2 ngày để cây tre nó hơi khô lại, thì sau này là dùng sử dụng là đục thì cây tre nó sẽ không bị nứt hoặc vỡ mọi người ạ. Để khi tre tươi thường thường là rất hay bị dễ vỡ. Đấy, tre đủ, chỉ cần đủ độ héo đó, đủ độ khô đấy, cực kỳ là dai và bền luôn, thì lúc đấy là lúc mình làm cái thang rất là dễ cho mọi người nhé. Đấy, mọi người còn nhớ thanh niên này ở video trước là mình có xuống tặng quần áo, có tặng cho em một cái áo đấy mà em chạy mất đây. Hôm anh đi đâu đây? À? Bạn Nắng Cao Nguyên là trao đổi với cả em Công rồi, thì là hôm nay là bà con là sẽ không đi chặt tre được, và để sáng ngày mai thì sáng ngày mai là sẽ có khu vực tổ
2 và tổ 4 và tổ 3 nữa sẽ đi chặt tre mọi người ạ. Đây nhà em Công có đàn gà rất là đẹp này. Đấy, gà ở trên này thì bà con là chủ yếu là gà ở nhà nuôi thôi, sau đó là ấp trứng và để cho nở lên. Đây phía trên này có gia đình nhà anh ấy là đang đi nhổ củ cải cho lợn hay sao ấy. Ồ, em chào anh nhá. Đang đi lấy rau lợn à? Ấy, vườn rau nhà mình tốt không? Ủi, cũng không tốt lắm nhỉ. Ồ, cái này là củ cải mà có củ đâu? Cái này là rau củ cải mà. Đấy, củ đâu hết rồi? Hả? Củ bé tí à? Cái đợt này là kéo điện mới làm đường xong là em xuống hướng dẫn trồng rau nhá, có được không? Đấy, hướng dẫn em bà con là phải giúp đấy, phải giúp nhau làm đất để trồng rau nhá. Đây, củ cải ở đây là lấy với chỗ lợn. Ôi ơi, vườn bên kia củ to thế. Của nhà anh à? Có ai của nhà anh không? Ô này, củ to đùng mọi người ạ. Củ cải này là thu hoạch được rồi. Ui, củ này dã man không? Đây nữa này. Đấy, mọc trên đá đấy. Mọc cạnh hòn đá được một tí đất thôi mà tốt như thế này mà. To đùng đấy. Mọi người nhìn này, to bằng nắm tay mình rồi. Buồn cười quá à. Không, nhưng mà đất ở dưới cán lủng mình là màu mỡ lắm. Bà con ở trồng rau tốt lắm. Đấy, em bé. Ôi giời đấy, cũng có phần đấy nhỉ. Cũng giúp bố giúp mẹ mà mang về này. Ở trên này thì bây giờ là chuẩn bị là thu hết củ cải và rau rồi mọi người ạ, để chuẩn bị là sẽ ra Tết để trồng ngô. Đấy. Ở đây củ cải mà muốn mua là bà con không bán đâu nha mọi người nhé. Bởi vì nếu mà có bán ấy thì sợ không lợn không có cái gì ăn mọi người ạ. Đấy, không biết mình nói gì mà chị cái chị cười nhiều quá. Đi tao cho trẻ à. Chào tất cả mọi người. Đấy, mình sẽ ra xem con họa mi này của em Xính. À, của anh Công à? Anh tưởng của em. Lệnh có nó không hót, nếu mà không lệnh thì cũng hót cả ngày đấy anh ấy. Thế à? Không, con này anh bảo muốn nó hót không? Anh hả? Bảo á, anh bảo nó đến mùa qua, anh bảo là nó không hót rồi. Không, bây giờ em có muốn nó hót không? Dạ. Em có muốn nó hót ngày nào cũng hót được không? Cứ bình thường à. À. Chỉ có là 800 nghìn thôi mà. Không, nếu mà nó mà không hót thì cứ mua một gói mì tôm với cả một ít rau cải là được. Không, cái này không đổ đều có mì tôm. Bán là chỉ có mì tôm, nhưng mà ăn thì là không bằng mì tôm. Cũng trêu em Công rồi thôi mọi người. Ở trên này thì chim họa mi rất là đẹp nha mọi người nhé. Đây trên này có họa mi này là họa mi đá. Mà họa mi ở trên này là cực kỳ khôn luôn đấy. Như trước ở bên xá Xỉ Lủng, ở bên chỗ nhà anh Chứ ấy mọi người. Mình có thấy một con chim mẹ là mang mồi để nuôi những con chim con mà được nuôi ở những nhà khác này mọi người, nuôi trong lồng ấy. Đấy, thực sự ở đấy là một cái điều kỳ diệu của tự nhiên cũng như là của loài chim. Đây, ở đây hai bố con đã được một bao rồi. Ồ, thế em bé này đâu rồi? Hả? À? Rau củ cải đâu rồi? Không lấy cầm ở tay à? Ôi, sợ. Sợ gì chú? Anh đi dép vào cho cháu không kia đá đau chân đấy. Ở nhà anh nuôi mấy con lợn? Hả? Ở nhà nuôi mấy con lợn anh? Ba con. Ba con à? Em còn quên mất tên anh rồi. Anh tên là gì đấy? Dạ. Tên là Chứ á? À, anh là Chứ B đúng không? Chứ B nhờ, còn Chứ C nữa, còn anh Chứ A thì nhớ rồi. Đây là anh Chứ B. Đây em camera men đang tác nghiệp đấy mọi người. À thế à. Đây đây là cái khang này đúng không? Vâng. Có một cái hốc cây. Phía bên này là bạn Nắng Cao Nguyên đang bay flycam này. Bạn trưởng xóm đang theo dõi tình hình thôn từ trên cao mọi người ạ. Đây chỗ này cái hang đây. Hôm nào thì anh em mình sẽ khám phá trong cái hang này nhé. Vâng. Công có dám vào không? Em chưa vào bao giờ anh. Nhưng có dám đi không?
Có nhưng mà phải đi trên đường phải 3-4 người một người đi sớm. Sợ ma làm gì có ma, hai người đi là được rồi, sợ ma gì. Thế thì hôm nào anh em mình đi nhở, đi buổi sáng. Mình sợ. Sợ đúng không? Đi sợ. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ hạ cái la cam xuống. Và sẽ đi kiểm tra nốt cái tuyến đường phía con điện bên kia, sau đó thì sẽ ngày mai sẽ bắt đầu làm. Đây mọi người, từ nhiều video trước rồi mọi người thấy mình giới thiệu cái vườn củ cải ở cái điểm trường này mọi người ạ. Nhưng mà đúng đấy, cái thời điểm thu hoạch này mọi người nhìn củ cải đây. Thì mình có mua lại của gia đình rồi nha mọi người nhá, là mình sẽ nhổ về. Em đấy đang ở dưới kia đi lên nha. Mọi người nhìn quả củ cải thực sự là ấn tượng, dã man. Không, đây không phải một củ, đây còn rất nhiều củ như thế luôn mọi người ạ. Đây mình nghĩ là hôm nay là mình sẽ mua hai củ này thôi là đủ bữa. Đây mọi người, có nếu có quý vị khán giả, có bác anh chị mà muốn thưởng thức món củ cải vùng cao, đặc biệt là của thôn Cán Lủng, thì liên hệ với mình hoặc bạn Nắng Cao Nguyên, anh em mình sẽ có dịch vụ ship đến tận nhà mọi người ạ. Cố gắng là bảo quản làm sao cho tươi nhất có thể và có thể bán được cái nông sản này cho bà con đến tận tay người dùng mọi người nhé. Đây hai củ này cũng phải về gần 2 cân đấy mọi người, nặng á, khá là nặng. Mình sẽ để lại phần lá ở đây để cho nhà em ấy, cho lợn đi hoặc cho gà ăn. Ui. Thì cũng như mình với bạn Nắng Cao Nguyên là hai anh em cũng đã bàn với nhau rồi, nhưng mà hiện tại là chưa triển khai về đến bà con, là hai anh em mình sẽ cố gắng là thu mua củ cải cho bà con và để sản xuất là củ cải khô cho mọi người nhé. Thì sau này sẽ thương hiệu sẽ mang là thương hiệu Nắng Cao Nguyên mọi người ạ, để muốn là quảng bá cho mọi người biết được nhiều hơn, giúp bà con phát triển kinh tế tốt hơn mọi người ạ. Thôi, tiếp tục theo công việc thì anh em mình sẽ lên kia kiểm tra cái phần cột điện còn lại mọi người. Hiện tại thì bây giờ cũng đã muộn rồi, vậy nên là mình sẽ lên trên kia và cùng bạn Thắng Công Nguyên là hai anh em sẽ dắt xe lên đường lớn để vá xăm mọi người ạ, để thay xăm. Ngày hôm nay xuống thôn thì bà con cũng có việc đi làm hết rồi mọi người ạ. Thành ra là cái việc chặt tre là sẽ để dành sang ngày mai. Thì sáng ngày mai là mình sẽ đưa con của em Tính đi khám và buổi chiều mình sẽ quay lại đây và triển khai công việc làm thang. Bây giờ mình sẽ lên trên kia để hỗ trợ bạn Mạnh dắt xe đi về. Bạn Mạnh với em Công thì đang đi ở trên kia rồi mọi người ạ. Đang xa đấy. Bây giờ cũng là 5:30 chiều rồi mọi người ạ. Thì anh em mình bắt đầu là đi về. Phía trên này thì bà con là đang đốt cỏ đấy. Lương ra Tết là làm lương ấy. Thực sự là nhìn đến cái với cái cảnh này với cả với cái khung giờ này có một cái gì đấy, nó có một cái nỗi buồn man mác mọi người ạ. Kiểu là mình hồi còn nhỏ ấy mọi người, cứ tầm chiều tối là sập tối là 4:30-5 giờ ngồi nhìn cái nhà nấu cơm có khói bốc lên ấy, cảm giác nó rất là buồn ấy. Một cái gì đấy nó rất là bình dị mọi người ạ. Cảm giác này thực sự là rất là khó tả. Ồ, trở về làm nhà em. Đây, bà con đã kéo cây sau mộc em mua ngoài xã về để làm nhà đấy. Đấy mọi người, làm được một cái nhà rất là vất vả. Chuyển tiền và vận chuyển cái cây xuống đến đây là 60.000 một cái cây đấy mọi người ạ. Đắt hơn bao xi măng là 20.000. Vì là kéo như thế là đi chậm hơn và nguy hiểm hơn. Chào anh ạ. Đi mua gì đây? Đi đến nơi cho em. Vâng, đến rồi. Ở đây chào Công nhé. Đây thì bây giờ là hai anh em mình chuẩn bị đến nơi để xe đúng không? Đi thử xăm rồi đó. Dắt bộ lên là đi đấy. Nhưng may là có đường bê tông, cũng còn đường đất mà đi lên đấy thì thôi rồi, cũng còn đi phải bàn. Tối về là ăn phải 8 bát cơm với lại sức rồi. Đây, bà Nắng Cao Nguyên là đang chờ cái video rồi.
anh em mình sẽ tập thể dục qua đã. Anh em phải dắt lên, dắt bộ lên. Rồi thì bây giờ rồi, ba anh em thôi, anh em chia nhau dắt lên thôi. Có hơn 3 cây một tí, mất 1 cây. Mình sẽ dắt trước mọi người. Dắt trước. Hai anh em mình chia nhau ra. Đi xe từng trăm mét rồi nhỉ. Và đi cái đường này mà mình ngồi lên là nó bị hỏng hết vành. Hỏng cong hết vành nên là khó dắt một tí. Xe ông á? Đây mọi người ạ, bây giờ thì hôm nay bạn Mạnh này bị thủng xăm này, còn mình ấy rơi mất chìa khóa xe rồi. Đây, mất rồi, không phải chìa khóa xe đâu, máy vẫn nổ đây mọi người này. Chả hiểu rơi kiểu gì mà máy máy vẫn nổ. Nó vừa rơi thôi gì? Bây giờ thôi, chắc là bạn dắt trước thôi. Tôi lại quay đầu lại đi tìm chìa khóa xe. Ok. Ngày hôm nay là hàng của hai anh em mình không được suôn sẻ cho lắm. Đúng rồi. Đầu đầu không lọt và đuôi cũng không lọt. Đúng không? Đầu cũng xuôi, đuôi không bao giờ lọt mà. Có gì bây giờ là... Ở đây đây, đây. Đây. May á. Quá may mắn đúng không? Ừ. Thế thôi, mình cất chìa khóa xe vào túi. Tí khi nào về thì mình sẽ dùng chìa khóa để tắt máy đi. May đấy, yeah. Ừ, tôi đi, bây giờ tôi đi xe trước một đoạn này để khỏi mệt. Tôi đi sau thôi, mọi người đi trước nhé. Bây giờ là mình sẽ để cho em Đức quay phim đi trước mọi người ạ. Bây giờ mình với bạn Mạnh là hai anh em là sẽ dắt bộ để ôn lại những chuyện ngày xưa. Thời sinh viên hai anh em mới gặp nhau. Mọi người cũng biết là anh em mình ấy, thời là bắt đầu quen nhau là vừa vào học chuyên nghiệp năm 2010 Long nhỉ? Đúng rồi, 2010. Và anh em mình rất là có duyên là từ cái ngày gặp gỡ đầu tiên rồi. Là hôm đấy là mình với bạn Long là đều đi tìm lớp là khóa điện tử 5K nhỉ? Đúng rồi, 5K. Mà lại cả lại một cái tầng hai anh em đi tìm ấy, lại có hai người, có hai anh em mình đứng ở trên cái tầng 4 đấy mọi người. Đúng ạ. Rồi. Hai con bò lạc đi tìm lớp. Mà đặc biệt hơn chỗ là cái mình lại tìm sai tòa nhà. Mình là ở tòa nhà A. Còn lúc đó, lớp học là ở tòa nhà A. Còn hôm đấy mình với bạn Long là đi nhầm sang tòa nhà B nhỉ? Đúng rồi, nhà B. Lại trùng hợp một cái nữa lại là đúng hai anh em đều ở Hà Giang. Đi tìm lớp. Hai anh em lại học cùng lớp luôn. Cả cái khối 5K đấy thì chỉ có mỗi mình với bạn Long là ở Hà Giang thôi. Thực sự là hôm đấy nhá, mà lần đầu tiên đúng là bước chân xuống đất Hà Nội. À mà cũng sợ chứ, bỡ ngỡ đó mọi người ạ. Mà lại gặp được đồng hương, cái hôm đấy là niềm vui đúng không? Không biết là tả thế nào được, hai anh em chỉ biết gì nhau cười thôi. Thế từ lúc đấy anh em mình chơi thân với nhau. Sau đó là khi mà học xong ấy thì mình có lên trên Hà Giang làm đi làm nhà nước được 5 năm, còn bạn Long thì đi bộ đội mọi người ạ. Trong cái quá trình bộ đội thì bạn Long phải tâm sự với mọi người chứ mình không biết trong quá trình đóng quân rồi là thực hiện nghĩa vụ quân sự như thế nào. Thì thời gian đấy thì là mình có đi học bên trường quân sự của quân khu thủ đô mọi người ạ. Thì học xong thì mình về, mình có công tác ở ban chỉ huy quân sự phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Thì là mình cũng công tác được 4 năm. Đến năm đầu, đến cuối năm 2018 thì bắt đầu mình lập gia đình, thì mình xin ra khỏi ngành và về nhà để làm kinh tế. Thì sau mệt quá, dắt từ nãy rồi. À đổi đổi. Đổi đổi đổi. Đây, mình hôm nay sẽ làm cameraman cho bạn Long. Không, nhưng mà thực sự là mình thật là để mà đi cái quãng đường như thế này rất là dốc. Xe mà không nổ được máy thì chắc là phải để xe lấy lại mất. Ngày mai đi mang đồ để sửa xe. Thế cũng tiếp tục cái câu chuyện mà sau quá trình mình đi bộ đội về ấy, thì mình có về nhà làm kinh tế. Mình với bạn Mạnh là hai anh em đúng là 10 năm không gặp nhau. Đúng rồi, 10 năm. 10 năm đấy. À không, tả không. 7 năm. 7 năm hay 6 năm nhỉ? 666 nhỉ, 6. Đúng rồi, 6 năm. 6 năm. 6 năm là anh em mình không gặp nhau. Thế sau một đợt là mình có đưa bạn mình lên du lịch ở vùng cao thì mình có liên lạc liên hệ với bạn Mạnh. Thế từ lúc đấy là bén hai anh em gặp nhau.
Rồi qua cái bữa cơm đấy, bạn Mạnh cũng có nói là công việc bạn Mạnh đang làm thiện nguyện. Thì mình cũng bảo là mình đã chuyển sang bên làm xây dựng rồi. Thì lúc đấy rất là may khi mà hai anh em gặp nhau, mình thì cũng chưa có cái kinh nghiệm gì về xây dựng, mà bạn Long bạn ấy đang làm trong lĩnh vực đấy thì rất là tốt khi mà hai anh em cùng nhau, bạn Long tư vấn cho mình để mà xây dựng những cái căn nhà như nhà bốn cháu bốn anh em một côi này, nhà anh Vừa Mí Và này, với lại nhà bà Thò Thị Khi. Đó, thế là từ lúc đấy là hai anh em gặp nhau thì tiếp tục làm việc với nhau. Thì cũng không nghĩ là bây giờ hai anh em mình lại quay lên đây lại để giúp đỡ bà con mọi người ạ. Bạn Long thì mọi người cũng biết là vào cái mùa dịch Covid này là công việc nó cũng đúng rồi, ảnh hưởng rất nhiều. Đúng rồi. Thì mọi người vẫn hỏi là mình còn làm hay không, thì hiện tại là mình vẫn còn làm nha mọi người nhá. Cuối năm thì công việc ít hơn, và mình cũng giao lại công ty cho bạn Sạn. Thủng sắt rồi. Xe bị thủng sắt em ạ. Bị thủng sắt. Cứ mà nghe đi. Thôi chào hai vợ chồng nhá. Hả? Cái gì? Hả? Làm sao? Nó bị cháy rồi. Bị cháy á? Làm sao bị cháy? Không biết, nó bà ngoại nó bị cháy rồi. Bà ngoại bị chết á? Hay bị cháy? Chân bị cháy á? Vâng. Đâu, chân... Của ai? Của vợ em á? Vâng. Lết phải không chứ à? Đi khám chưa? Không đi được. Sao không đi được? Nó đi bộ, nó không đi được. Thế thì mai anh bảo nghe nhá. Lết phải không chứ à? Như này không cần phải xem nữa. Mai nha, Tính sẽ đưa con ra bệnh viện khám. Em với Tính đi ra ngoài viện huyện, và anh chờ và anh đưa cả con Tính và vợ thì em vào khám. Đó. Không có đồng nào ạ. Hả? Không có tranh nào ạ. Không có đồng nào. À, không có đồng tiền nào. Mai cứ đưa ra khám đi. Tiền viện phí anh trả cho. Thử đi đã. Thử bây giờ vợ có cho xem chân đâu. Thôi, bây giờ muộn rồi. Mai bọn anh vẫn xuống. Xong là xem là cả đưa vợ với lại con của em Tính ấy ra đi khám nhé. Ê Tính mà. Tính ở trên tổ 1 này. Thì là em với rủ Tính đi cùng nhá. Vâng. Em đưa vợ ra, còn Tính đưa con ra. Vâng. Ra ngoài huyện nhá. Thế là mời anh nhé. Rồi nhớ nhá, mai ra nhá. Vâng. Rồi không sợ đâu, đi ra ngoài tiền thuốc như nào anh gửi cho nhá. Nó đi là nó lại đi không được, ở nhà nó không được. Đúng rồi, thì mai cứ đưa vợ ra đi khám, không cúng đâu nha, về không được mổ gà cúng đâu nha. Hết cả bộ đây này mà. Ai giả? Hết cả bộ luôn mà. Được rồi. Thôi luôn mà. Thôi rồi thì bây giờ cứ đưa vợ đi. Vâng. Nhưng mà về không được cúng đâu nha. Vâng. Cúng là anh không trả tiền viện phí cho đâu đấy. Vâng. Được chưa? Vâng. Thôi chào cả nhà nhé. Hai vợ chồng về đi. Chào em nhé. Rồi. Nhớ nha, nhớ buổi sáng mai anh chờ ngoài huyện nhá, 8 giờ sáng nhá. Vâng. Ok em. Rồi lại tiếp tục dắt lên. Đây bạn thấy không? Bà con đấy. Ốm mà không dám đi viện. Thứ nhất là không có tiền mà. Không có tiền xong lại sợ là ví dụ mà không có giấy tờ gì ra bị phạt. Bị phạt bảo bác sĩ chửi. Đúng rồi. Em tính là bác sĩ chửi nhiều quá. Bảo là bác sĩ làm gì chửi, thả bác sĩ không bao giờ chửi ai cả. Mà bác sĩ chửi là để cho mình ấy ra thôi. Mai sau ví dụ con cái phải đi làm giấy khai sinh để mà được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ấy. Đúng rồi. Thế bạn bảo con toàn để ở nhà cúng không, ốm nặng rồi đưa ra bác sĩ mắng là đúng rồi còn gì nữa. Đúng rồi. Thế mắng thế là thành ra tự ái, ác cảm với bác sĩ, không phải sợ bác sĩ. Đúng rồi. Bác sĩ thì là lương y như tử mẫu mà, đúng không? Ai cũng ấy như ai cả. Bác sĩ ở trên này mọi người, đặc biệt là bác sĩ kể, bác sĩ người Kinh, người Hà Nội lên đều biết nói tiếng Mông ấy mọi người ạ. Phải học tiếng hết đấy. Đúng rồi. Không học thì làm sao biết hỏi bệnh nhân bị làm sao. Đúng rồi. Đây thì quay lại câu chuyện của anh em tiếp đoạn đấy mọi người ạ. Vừa nãy anh em nói đến đoạn nào nhỉ? Cái đoạn là xạ lên làm công trình. Ừ đúng rồi. Thì là hiện tại công ty thì ít việc, thì là xạ thì đang quản lý chính của bên đấy, là trụ sở chính của công ty mình ở bên Bắc Ninh mọi người ạ. Mình thì là phát triển mạnh về bên cơ khí chế tạo nhiều hơn, còn bên xây dựng thì bên công ty mình cũng có làm, nhưng mà thường thường là sẽ không nhiều việc bằng việc cơ khí.
Với lại hơn nữa là bạn Long lên trên này thì anh em mình cũng muốn là làm một cái thương hiệu sản phẩm để giúp đỡ cho bà con bán những cái sản phẩm ở trên vùng cao. Sản phẩm sạch, chất lượng tốt. Đó chính là lý do chủ yếu bạn Long là bây giờ cũng muốn lên giúp đỡ bà con để mình giải quyết cái khâu về vấn đề kinh tế. Đúng rồi, phát triển kinh tế. Thực ra thì mình với bạn Đăng Cao Nguyên hai anh em có rất nhiều dự định và rất nhiều kế hoạch rồi. Về tương lai như hai anh em mình xin phép là sẽ không nói ra ở đây. Khi nào từng bước anh em mình sẽ làm từng dần mọi người ạ. Thôi được, thế bạn thở hổn hển đến lượt tôi đi. Ở đây đúng không? Hai anh em dắt thế này thôi nhưng mệt phết đấy. Mệt chứ. Mệt quá mọi người ạ, tối rồi. Bây giờ là 6 giờ tối. Đây mọi người nhìn đằng trên kia trời bắt đầu tối dần rồi. Ôi đoạn này mình phải nghỉ nói một tí mọi người, mệt quá. Để thở đã. Chúng anh em mình sẽ cố gắng làm sao mà để xây dựng cái thương hiệu. Ví dụ như kiểu vừa nãy Phan Long có quay một cái đoạn clip cho mọi người là thấy phụ về vấn đề củ cải ấy. Đúng rồi. Thì, mùa này thì rất là anh em chưa thực hiện được cái thứ kia vì là còn rất là nhiều công việc như kéo điện, làm đường, làm nhà, chưa có thời gian tập trung. Nhưng vào mùa sau cố gắng là làm như kiểu củ cải khô hay là trồng rau để hộ bà con, là mình sẽ thu mua hộ bà con là xuất ra ngoài huyện đấy, xuất vào những cái ở nhà hàng này. Đúng rồi. Mà nếu cái này mà được, nếu mà anh em mình có thể giúp mà bà con là gửi xuống Hà Giang ấy, thành phố Hà Giang ấy bạn ạ. Đúng rồi. Cực kỳ tốt đấy. Còn về mật ong thì chỉ theo mùa, bây giờ lại đã hết mùa mật ong rồi. Nói chung là anh em mình cố gắng là mua nào bán đồ đấy, đảm bảo nhất đến tay người tiêu dùng, chất lượng cao, chứ không bán hàng kém chất lượng. Đúng rồi. Cố lên bạn ơi. Đây mọi người ơi, anh em mình đi lên tít trên đỉnh núi ở trên kia kìa. Có cái nhà ở trên kia kìa. Thì là còn khoảng tầm 4 đến 500 mét nó mới ra đường lớn mọi người ạ. Vậy thì bây giờ là mình cũng xin phép à. Được rồi, ở đây tối rồi bạn ạ. Thôi, ở đây tối rồi thì lát là mình khi nào anh em mình lên đến chỗ sửa xe thì mình sẽ tiếp tục trò chuyện với mọi người tiếp mọi người nhá. Rồi xin chào mọi người. Thì hôm nay anh em vào sửa xe thì có gặp em Lúa ở dưới lúa bên cổng ấy nhỉ? Cổng ba ạ. Ừ, đấy thì anh mời anh em ăn bánh mì cùng bọn anh ấy, đói quá rồi bây giờ. Thì cả. Cũng 7 giờ kém rồi. Thì mình cũng xin phép là anh em dùng tặng cái bánh mì không, lát anh em sẽ ra huyện sau rồi. Còn tác bộ đói ăn cái gì cũng ngon. Nhưng mà mình cũng rất thích ăn bánh mì này. Ngon cực kỳ luôn. Đấy thì mấy anh em ăn đi nhá, không phải ngại nhá. Thế là Lúa sửa xe một tí về thôn luôn chứ đúng không? Đúng rồi, sửa xe xong tí về thôn thôi anh ạ. À đấy, xe bị hỏng đèn mà không sửa thì làm sao mà về? Và thay bộ dây, thay bộ dây đấy, nhưng không thay dây thì dây trước kia nó đứt lao quá thì nó bị chạm vào nhau. Máy thì... bị mất đèn đúng không? Bị mất đèn và mất nhang lại không sáng được thì mình đi lúc mà đi qua đường ngã ba thì lại không có đèn xi nhan qua thì đứng à? Thế thì anh bảo là công việc ngày mai anh Mạnh cũng triển khai cho em rồi nhé. Ngày mai là cứ đi như thế mà làm. Sáng mai hoặc tầm chiều mai của anh, trưa mai anh sẽ thả đưa anh đưa ngày em con của em tính đi khám với cả bạn đấy vợ bị đau chân ấy, đi khám xong bọn anh sẽ vào nhé. Vâng. Thế mai bà con là cố gắng chuẩn bị đầy đủ một tí, anh em mình vào làm cho nó nhanh. Thế nhưng mà ngày mai thì tập trung các tổ trưởng thôi hay là thế nào ạ? Chỉ tổ trưởng thôi. Vâng. Thế mai là 4 cái thang thôi mà, cứ 3 người 2 cái là 3 người 1 cái là được, thì mất có 12 người thôi. Vâng. Thì tổ trưởng của mình đã có 5 tổ trưởng rồi. Đúng rồi. Trưởng xóm này, công an viên nữa này. Đấy, một số các anh như của anh Chứ chủ nhà mà cho che đấy. Vâng. Thế nó cũng thừa 12 người rồi. Thì là anh em dễ triển khai công việc làm thang. Cố gắng là buổi chiều mai làm xong nhá. Thôi, mày nghe ăn đi. Không phải ngại đâu mà. Thế em Đức em ăn gì đấy? Em ăn đậu phộng à? Đậu phộng em. Em vừa ăn hết 2 gói thôi. Tắt bộ đã đi lên đến quán sửa xe máy nhà anh Công Tú rồi mọi người ạ. Ở ngay đầu ngã ba làn trải đấy. Thực sự là rất là vui. Hai anh em chẳng mấy khi là vừa đi vừa tâm sự như thế. Bây giờ cũng đang là 7 giờ kém 20 rồi mọi người. Đây đang chờ anh sửa xe rồi anh em mình sẽ về nhà. Thôi thì là mình cũng xin phép là dừng video tại đây.
mọi người thấy video hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận video mới nhất nhé mọi người. Đâu? Đứt chân van à? Đứt chân van á? Đúng. Thả nào một phát là xuống là sạch hơi luôn, luôn. Chắc là do lốp non quá nó bị xéo ấy. Ôi xin chào mọi người và hẹn gặp lại những video lần sau.